Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lát TV. À, trên hình ảnh các bạn đang xem đây là cây chuối tiêu, à, tôi trồng ở tại vườn nhà. À, lúc này thì tôi đã đi làm về rồi. Thì, à, lúc mà tôi đi qua à, cái cái lối này ấy, thì à, suýt nữa là quệt phải con bọ đẹp Mà cái thời điểm này ấy, thì bọn đẹp nó ăn lá chuối cũng rất là nhiều. Đấy. Thế nên. À, tôi đã phạt bớt các cái, cái cái, cái, cái tàu lá chuối mà bị bọn nẹt nó, bám trên đó đây các bạn nhìn đây này cái bọn nẹt rất nhiều bọn nẹt luôn Ở đây, trước đây là tôi đã từng trèo hái bưởi thế là bị bọn nẹt đốt và thậm chí là ngã từ trên cây xuống nhưng mà khi bị đốt nó đau lắm các bạn ạ cái vết mà mà bọn nẹt nó, nó đốt nó đau mà nó buốt rất là khó chịu cho nên hôm nay tôi làm clip này để chia sẻ với các bạn cái mẹo chữa bọn nẹt đốt cái phương châm là lấy độc trị độc đó các bạn là sau khi mà bị uh, bọ nẹp đốt các bạn nhé chắc chắn là sẽ rất là đau rồi nhưng mà các bạn hết sức bình tĩnh uh, các bạn dùng cái que các bạn uh, uh, gắp lấy con bọ nẹp này và sau đó các bạn là uh, di cho nó chết đi cho nó chảy cái cái, cái cái dịch ở trong cái bọ nẹp ra và sau đó các bạn là uh, lấy cái dịch đấy các bạn chấm trực tiếp vào cái chỗ mà bọn nẹp đốt đó thì uh, sau khi mà làm như vậy thì cái, cái cảm giác uh, bị đau đớn nó giảm đi rất là nhiều và cảm thấy rất là êm và rất là hiệu quả luôn uh, đây là cái kinh nghiệm của bản thân tôi đã sử dụng cái mẹo này rồi cho nên chính vì vậy mà tôi làm clip này để chia sẻ lại cho các bạn cũng biết và uh, nếu thấy clip của tôi uh, hay hữu ích thì vui lòng uh, để lại một nút like uh, một nút đăng ký kênh để cập nhật những clip mới nhất của mình và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.